Đến với Minh Phụng Music, điều bạn yêu thích nhất là gì? Những mẫu đàn chất lượng, giá cả hợp lý, đa dạng mẫu mã, phù hợp với từng phân khúc người dùng, hay nhân viên nhiệt tình, chế độ bảo hành tận tâm với những món quà siêu hấp dẫn. Và hôm nay để nói về những điều yêu thích nhất tại Minh Phụng Music, mình sẽ review chi tiết nhất về mẫu đàn piano điện quốc dân, đó chính là Cutman KS1 Bluetooth. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Tại sao lại nói Cutman KS1 Bluetooth là mẫu piano điện quốc dân? Vì nó nhận được sự yêu thích của các bạn nhỏ và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, từ những bạn trẻ yêu âm nhạc đến những lớp nhạc cần những mẫu đàn có chất lượng âm thanh tốt để giảng dạy. Giờ hãy cùng tìm hiểu với mình đâu là những điểm nổi bật trên em đàn này nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế, Cutman KS1 Bluetooth gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên. Với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian sống. Đàn có 3 phiên bản màu cho các bạn lựa chọn. Trước mắt các bạn đây là phiên bản trắng ngà và nâu gỗ. Ngoài ra còn phiên bản màu đen moon với nhiều màu sắc hài hòa, sẽ dễ dàng phối hợp với nội thất trong nhà của bạn. Vỏ ngoài của đàn được làm từ gỗ ép cao cấp, mang lại sự chắc chắn bền bỉ trong quá trình sử dụng. Tiếp theo là về kích thước và trọng lượng. Với thiết kế nhỏ gọn, có chiều dài rộng cao lần lượt là 39,6cm, 1m3 và 83cm. Cutman KS1 Bluetooth với trọng lượng sấp xỉ 40kg, dễ dàng di chuyển và lắp đặt ở nhiều không gian khác nhau, từ phòng khách đến phòng ngủ và cả lớp học nhạc. Cutman KS1 Bluetooth với 88 phím, trang bị công nghệ trọng lượng phím Rayhammer Action, mang lại cảm giác chân thật như phím đàn piano cơ, với 5 mức độ cảm ứng lực nhấn phù hợp với những bạn mới và những bạn đã chơi chuyên nghiệp. 128 polyphony, mức đa âm cao sẽ giúp duy trì chất lượng âm thanh khi chơi những bản nhạc phức tạp với nhiều nốt chồng lên nhau, hoặc sử dụng pedal để duy trì âm thanh. Tiếp theo, chất lượng âm thanh trên Cutman KS1 Bluetooth sẽ như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé. Một trong những điểm nổi bật của Cutman KS1 Bluetooth là chất lượng âm thanh piano chân thực, được trang bị hệ thống âm thanh đa chiều với cặp loa 25W đang mang lại âm thanh trong trẻo, phong phú và chi tiết, mà còn tạo ra một không gian âm nhạc sống động đầy lôi cuốn. Bên cạnh âm thanh piano chuẩn, đàn còn cung cấp 20 loại âm thanh khác nhau như string, guitar, organ, synth, giúp người chơi thay đổi phong cách âm nhạc một cách linh hoạt. Các hiệu ứng âm thanh như reverb, chorus cũng được tích hợp, giúp mở rộng khả năng sáng tạo biểu diễn của các bạn. Ngoài ra, đàn còn trang bị đầy đủ 3 pedal như sustain pedal, sustain muto và shot. Mỗi pedal mang đến một hiệu ứng âm thanh khác nhau, giúp bạn tạo ra những bản nhạc đa dạng và phong phú hơn. Điều này giúp người chơi không chỉ cảm nhận rõ ràng từng nốt nhạc và những chức năng đã quá quen thuộc với anh em khi sử dụng Cutman KS1 Bluetooth, nhưng hôm nay mình sẽ nói rõ về chi tiết hơn. Đầu tiên sẽ là metronome, giúp cho các bạn giữ nhịp tốt hơn, đặc biệt là các bạn mới. Thứ hai là tính năng change bow, giúp anh em thay đổi tông giọng mà không cần thay đổi vị trí ngón tay trên bàn phím. Thứ ba là cảm ứng lực nhấn với 5 cấp độ và một chế độ off, giúp các bạn dễ dàng điều chỉnh cảm giác phím phù hợp với lực tay của mình. Thứ tư, Trinova chia bàn phím, giúp hai người có thể chơi cùng với nhau trên cái đàn Cutman KS1 Bluetooth. Ngoài ra còn nhiều tính năng thú vị khác như tempo, tăng giảm nhịp điệu, reverb, tạo độ vang, và mọi tính năng đều được tổng hợp thông qua nút function. Và tính năng nổi bật nhất trên Cutman KS1 Bluetooth là Bluetooth MIDI, giúp các bạn kết nối với các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng, máy tính mà không cần dùng dây cáp. Điều này mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm âm nhạc. Bạn sẽ dễ dàng học nhạc qua các app Loki, Perfect Piano, Simply Piano, hoặc làm nhạc thông qua các ứng dụng Notion, Cubase, và có thể phát nhạc trực tiếp trên đàn thông qua app Piano Chessbox. Link hướng dẫn sử dụng Bluetooth MIDI mình sẽ để trên góc phải màn hình, các bạn hãy bấm vào để theo dõi nhé. Cutman KS1 Bluetooth trang bị 5 cổng kết nối. Đầu tiên sẽ là cổng nguồn 12V, cổng Aux-in giúp kết nối thiết bị phát nhạc vào đàn, cổng Layout giúp xuất âm thanh ra ngoài loa, cổng pedal giúp kết nối với bộ 3 pedal trên đàn, cổng USB MIDI hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Ngoài ra còn hai cổng phone sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và phát cả ra loa đàn. Vậy là hôm nay mình đã review cho các bạn một trong những mẫu đàn piano điện được yêu thích nhất tại Minh Phụng Music. Hãy đón chờ những phần tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các chức năng trên đàn nhé. Đến ngay cả hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chơn, phường 7, Tân Bình để trải nghiệm em đàn này nhé. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được tư vấn mua hàng. Trước khi kết thúc video, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc được thể hiện bởi nghệ sĩ quốc đạt pianist trên Cutman KS1 Bluetooth. Xin chào và hẹn gặp lại.